Hoàng A Mã, con nghĩ nên mời pháp sư Sa Man đến làm phép cho cô ấy. Nhớ lần trước Sử Di ốm suýt nữa mất mạng, sau đó mặc dù đã chữa khỏi rồi nhưng cơ thể vẫn suy yếu, con liền mời Sa Man pháp sư đến thấu phương tai để đuổi quỷ. Thật sự có hiệu quả. Sa Man pháp sư à, cho dù có tác dụng hay không, chúng ta hãy thử một lần đi. Pháp sư đến rồi sao, có cần phải chuẩn bị gì không? Ta biết rồi, cần có lưu hương, còn có cả án hương nữa. Hoàng A Mã, hay là người cứ về trước nghỉ ngơi đi, để đến khi bọn con làm phép xong thì sẽ đến càng thanh cung mời người đến. Không cần, không cần, trẫm sao ở lại đây xem. Pháp sư, mời làm phép. Các vị pháp sư, xin thành tâm thành ý làm phép để cầu phúc cho nương nương. Dân, đừng có quẩn quanh, đừng có lưu luyến, hãy đi mau đi, mau chóng đầu thai. Trần gian này như không còn duyên nữa, có gì sùng bái, có gì hàm oan, đừng có quẩn quanh, đừng có lưu luyến, hãy đi mau đi, mau chóng đầu thai. Thu mộc thê thê kỳ điệp vi hoàng, hữu điểu vi quần kỳ điểu vi lượng. Gia hương vĩnh cách, thân thể thôi tan, tâm khôi ý lạnh, bất đắc kỳ khang. Phú quý phù dân, tâm hữu bàn hoàng, cao sơn nga nga, hà thủy ương ương. Phụ hề mẫu hề, đạo lý độ trường. Quỷ hề mộng hề, tâm toái thần thương. Hoàng A Mã vẫn chưa đi, làm thế nào bây giờ? Tiêu Kiếm kia lại đang niệm chú cho một mình Hoàng A Mã. Anh ta đang niệm một bài thơ mà đem tất cả các ban ước của Hàm Hương đều đọc ra hết. Sao lại to gan đến thế? Tại sao các huynh ấy lại dám cho Tiêu Kiếm tham gia vào việc này? Vì số người không đủ, là phải lấy cho đủ số. Mông Đan, Mông Đan, chàng đến rồi. Có phải chàng đã đến rồi không? Tiểu Yến Tử, để mau nghĩ cách để Hoàng A Mã rời khỏi đây. Thiên linh linh, địa linh linh. Không cố ý, người biết không, con đang đuổi quỷ đấy. Sa Man pháp sư có nói là tất cả mọi ngõ ngách trong phòng đều phải được phun nước đuổi quỷ. Tiểu Yến Tử, Hoàng A Mã, con xin lỗi. Hoàng A Mã, con cầu xin người đấy, người hãy tránh đi một chút được không? Người là hoàng thượng, người ở đây công phu của Sa Man pháp sư không thể thi thố được. Hơn nữa, chúng ta không dễ gì mới mời được bọn họ đến làm phép, đến lúc đuổi quỷ rồi lại đuổi không hết thì chẳng phải là phí công sao? Được được, chẳng đi thay y phục, các người cứ ở đây làm phép đi. Dạ. Tiểu Yến Tử, là muội mệt chết đi được. Hãy tận dụng thời gian nhé. Nếu Hoàng A Mã quay lại, phải nhớ đeo mặt nạ vào, rồi về phòng khách tiếp tục niệm chú làm phép. Hàm Hương, ta đến rồi. Mông Đan, Mông Đan, dường như
ta lại thấy cha. Không, không phải dường như đâu, là ta đây. Ta thật sự đến rồi. Hà Hương, xin lỗi nàng, ta vô dụng mới khiến nàng phải chịu bao đau khổ. Hãy mở to mắt nhìn ta đi. Có thể lại được nhìn thấy cha, kiếp chết cũng không hối tiếc. Cái gì mà chết không hối tiếc chứ? Nàng còn nói câu đó ta sẽ nổi giận đây. Nàng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết. Nàng hãy vì ta mà phấn chấn lên. Ta phải mang nàng đi khỏi đây, đưa nàng rời khỏi chốn tù ngục này. Nhưng chỉ sức một mình ta thì không làm được. Nàng hãy giúp ta, nàng có hiểu không? Chàng có biết không, mỗi lần chàng tức giận là chàng lại cau mày. Chứ thật không thích chút nào cả. Chàng đừng làm như vậy nữa. Được được, nàng hãy mắng ta đi. Trước tiên nàng phải cho nàng cơ hội đã. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta thì nàng mới có thể giúp ta xóa đi những nếp nhăn này. Thời gian của chúng ta không nhiều. Gặp nhau lần này là nhờ bao nhiêu người liều mạng đưa ta vào. Nàng nghe kỹ nha. Chúng ta đã dời đại kế hoạch lùi đến 10 ngày sau. Cho nên nàng có 10 ngày để phục hồi sức khỏe. Ta chỉ cho nàng 10 ngày, nàng nhất định phải khỏe lên. Bởi vì ta không thể đợi được nữa. Hà Hương, nàng phải dũng cảm lên, nàng phải kiên cường lên. Tương lai sinh mệnh, hy vọng của chúng ta đều nằm trong tay nàng đó. Nếu như nàng cục ngã thì chúng ta sẽ xác định vua chúa tâm linh của tôi cũng không tồi. Tôi rất thích ông vua Càn Long này. Xin huynh, hôm nay không phải là huynh đến để nghiên cứu Hoàng A Mã mà là nhờ huynh giúp chúng tôi. Tiêu Kiếm biết lỗi rồi, thật khổ thẹn. Chút nữa huynh hãy đọc cho đúng vua chúa đuổi quỷ nhé, biết chưa? Tiêu Kiếm, rốt cuộc huynh muốn giúp chúng ta hay không? Chúng tôi tin tưởng huynh như vậy, đem cả sinh mạng của mọi người giao vào tay huynh. Huynh cứ một mình một phách như thế sẽ hại tất cả chúng tôi đó. Hoàng thượng giá đao, đeo mặt nạ vào, mặt nạ, mặt nạ. Tử Di ở trong, mau lên. Mông Đan ra ngoài, mau lên, mau lên. Mông Đan mau lên, đừng kéo dài nữa. Mông Đan mau ra ngoài đi, nhanh lên. Hoàng thượng Cát Tường, tiểu Yến Tử, con sao thế? Con phun nước ạ. Huynh không thể ra phòng khách được nữa rồi, mau trốn đi. Những sa man pháp sư này không phải có 4 người sao? Còn có một người đang ở bên ngoài đuổi quỷ. Ở bên ngoài ạ. Đúng vậy. Hoàng A Mã, sao thế? Nương nương không khỏe sao? Hoàng thượng, nàng tỉnh rồi. Nàng thật sự tỉnh rồi. Đúng vậy, ta tỉnh rồi. Ta thật sự tỉnh rồi. Giờ ta cảm thấy đói bụng, ta muốn ăn chút gì đó. Tử Di, mau đi dặn ngự thiện phòng làm vài món ngon. Phải có chất đấy. Mấy món canh gà của Yến Nhi cá, có bao nhiêu mang bấy nhiêu, ăn không hết thì để lại. Dạ, có vẻ việc làm phép của Sa Mang pháp sư này có hiệu quả rồi. Nhìn nàng khí sắc cũng tốt hơn, thần trí cũng minh mẫn hơn rồi. Trước đây trẫm không tin việc pháp sư đuổi quỷ. Nhìn tiểu Yến Tử chữa trị loạn sự cả lên thế mà lại chữa đúng rồi. Đúng vậy, ta nghĩ ta lại vừa có thêm sức sống rồi.